Sáng nay 25 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch. Cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại 10.400 xã phường thị trấn, 705 quận, quyện, thị xã, thành phố và 63 tỉnh. Tại điểm cầu Long An, do Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Trăng Được chủ trì, cùng dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh, kiểm điểm lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua, ban giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Một số nội dung hết sức quan trọng khác của cuộc họp là tiếp tục cho ý kiến về dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 để phát triển kinh tế xã hội. Tính đến ngày 24 tháng 9, cả nước ghi nhận khoảng 734.000 ca mắc, 503.000 người đã khỏi bệnh và 18.000 người tử vong. Tuần qua, số ca mắc mới giảm gần 10%, số ca tử vong giảm hơn 12%. Hiện có 16 tỉnh thành đã qua 14 ngày không có ca mắc mới. 5 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát và một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc. Tại nước ta, ở 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát. Tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2021, cả nước tiêm được 37,6 triệu liều vaccine. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các quỹ chính quyền các cấp, nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch, quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại xã phường thị trấn. Khi thực hiện, xã phường thị trấn phải thật sự là pháo đài, người dân phải thật sự là chiến sĩ, người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch. Đồng thời các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế phù hợp tăng cường kiểm tra kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh